Kính thưa Đức Cha, quý cha và quý vị, Hội diễn Thánh ca mừng Chúa Giáng sinh hàng năm là một chương trình được các giáo xứ tham gia nồng nhiệt nhất. Đây là một nét son của Ban Thánh nhạc cũng như của giáo phận Nha Trang chúng ta. Và cha trưởng Ban Thánh nhạc của chúng ta, cha Mi Trầm, có thể được xem như là cây đại thụ trong vườn sáng tác thánh ca cho Giáo hội Việt Nam. Năm nay, với 76 tuổi đời, Ngài vừa kỷ niệm 50 năm sáng tác thánh ca với con số hơn 2.000 bài thánh ca ngắn dài. Và có những bài thánh ca đã đi vào lòng người với chiều sâu như ca khúc Xin Vâng chúng ta vừa hát hoặc Xin Đổi Mới, Xin Giữ Con. Và trong chương trình thánh ca hôm nay, Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang chúng con sẽ trình diễn hai nhạc phẩm của cha Mi Trầm, đó là Giáng Sinh Về và Nhìn Sao Đêm với vũ khúc dễ thương của các em thanh tuyển. Chúng con xin trân trọng gửi đến cha Phêrô lời chúc mừng 50 năm sáng tác thánh ca. Và sau đây là phần trình diễn của Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang.
mừng ngày Giáng sinh đã về, lòng vui nở hoa. Mừng ngày Giáng sinh đã về, mình luôn hát ca. Mừng ngày Chúa đến vang lên muôn lời người khen, hí hoan reo mừng giọng người hòa với tiếng khen. Chúa đến, vua trời uy dũng. Chúa đến, tiếng ca vang lừng. Chúa đem bình an, quà tặng của Chúa. Chúa đem bình an cho người thiên tâm. Mừng ngày Giáng sinh muôn người hòa hợp sớm vui, hòa bình tín chung nở rộ từ nay kết giao. Mừng ngày Chúa đến sức sống, Chúa là nguồn sống. Hãy vui lên nào cuộc đời bừng sáng hy vọng. Chúa đến của trời uy dũng. Chúa đến tiếng ca vang lừng. Chúa đem bình an quà tặng của Chúa. Chúa đem bình an cho người thiên tâm. Chúa đem bình an quà tặng.